Xin chào toàn thể quý anh chị ạ. Video này em sẽ chia sẻ tới anh chị lô đất anh chị nhá. 100m2. Tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị ạ. Nằm trên con đường này ha, đường rải nhựa. Đường rải nhựa 6m và có vỉa hè mỗi bên 3m anh chị nhá. Đường thông hai đầu. Đây là phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và lô đất em đang ghi hình để gửi tới anh chị mình là một lô đất nằm trong khu tái định cư. Khu dân cư này là khu dân cư tái định cư quý anh chị nhá, Đồng Tràm ha. Gần với đường Nguyễn Hữu Cảnh và đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Hai Bà Trưng. Chỗ này ra quốc lộ 1K cũng gần. Đường phía trước nó gần nhất. Phía trước quý anh chị là đường Nguyễn Đình Chiểu nhá. Lô đất mình chỗ xe này, chỗ chiếc xe này. Chỗ này ra đường Nguyễn Đình Chiểu thì gần, nó ngay đường Nguyễn Đình Chiểu luôn. Ra quốc lộ 1K thì tầm 300m. Nếu mà ra quốc lộ 1K chạy thẳng đường này 300m quý anh chị nhá. Lô đất mà em Hải sẽ chia sẻ tới anh chị mình lô này ạ. Lô này anh chị nhá. Kế bên căn nhà này. Kế bên căn nhà xây một trệt một lầu và một tum này ha. Đấy. Kế bên nhà này, tính từ căn nhà này ra là 4,6m quý anh chị nhá. Ngang 4,6, dài 22, tổng 100m thổ cư hết luôn. 100m tròn này anh chị nhá. Thổ cư hết ha. Đất vuông góc và đẹp. Sâu vào trong cái tường trong đó đó quý anh chị. Nó giống như căn nhà này này. Đây nó dài giống căn nhà này. Ở đây xây dựng tự do thoải mái anh chị nhá. Mình xây kiểu gì cũng được, đây là khu tái định cư mà. Nên là xây một lầu, hai lầu, ba lầu đều được, kể cả xây cấp 4 vẫn được luôn anh chị nhá. Nói chung là xây dựng thoải mái. Thoải mái. Tại vì đây là khu tái định cư. Ở bên này có căn nhà xây cấp 4 này quý chị thấy không ạ? Căn này xây hai lầu này. Một trệt hai lầu. Có căn cấp 4. Còn căn này thì một trệt một lầu, một tum ở phía trên. Đây. Đất mình hướng đông nam anh chị nha. Đây lô này nhá, hướng đông nam rất là mát luôn. Anh chị nào mà đông tứ trạch rất là hợp lô này. Đây căn bên đây cũng một trệt một lầu, một tum này quý chị. Trong kia có căn hai lầu. Đó, một trệt hai lầu. Nói chung là xây tự do thoải mái anh chị nha. Một lầu, hai lầu, ba lầu đều được. Hướng này mình ra đường hướng này là mình ra đường Nguyễn Công Trứ và đường Nguyễn Hữu Cảnh nè quý chị. Thông nha quý chị nha, đường thông nha, thông hai đầu nha. Đây là phường Đông Hòa, em xin nhắc lại. Và là lô đất mà em Hải đang ghi hình trong video ngày hôm nay sẽ gửi tới anh chị là một lô đất tại khu tái định cư Đồng Tràm, tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Lô đất ngang 4m6 và dài 22, hướng đông nam, tổng là 100m thổ cư hết, sổ hồng riêng. Có hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn, công chứng ngay được luôn. Giá là 3.990.000.000 anh chị nha. Nói chung là 4 tỷ thiếu 10 triệu là 3.990.000.000 đó quý anh chị. Số đẹp, giá thương lượng anh chị nha. Thương lượng chính chủ và có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị nào mình thiện chí quan tâm tới sản phẩm này. Rồi, anh chị nào mà yêu thích lô đất xây dựng tự do nằm trong khu dân cư này thì alo ngay cho em Hải ha. Em gửi giấy tờ sổ sách pháp lý cho anh chị mình xem và dẫn anh chị đi xem thực tế. Ngoài sản phẩm này ra thì bên em còn rất là nhiều sản phẩm khác nha quý anh chị nha. Rồi, em xin chào.